Sáng nay, Thành ủy Dĩ An khai mạc hội thi dân vận khéo năm 2023 trong khối các cơ quan nhà nước và chính quyền cơ sở. Hội thi có 95 thí sinh đến từ 12 đội bao gồm 7 đội của Ủy ban Nhân dân các phường và 5 đội các khối nội chính, văn hóa xã hội, kinh tế, công an và quân sự thành phố. Với 3 phần thi chính, trắc nghiệm, xử lý tình huống và thuyết trình, các đội đã đem đến hội thi những kiến thức bổ ích, thiết thực liên quan đến công tác dân vận của đảng, dân vận chính quyền, công tác chuyển đổi số. Đặc biệt trong phần thi xử lý tình huống dân vận, các đội đã sơ lược kết quả thực hiện phong trào dân vận khéo của ngành, đơn vị, địa phương trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, đồng thời thể hiện lại tình huống dân vận cụ thể đã phát sinh trong thực tế và đã được giải quyết thành công tại cơ quan, đơn vị qua các tiểu phẩm sân khấu được dàn dựng chu đáo công phu. Tôi cảm thấy là hội thi đưa ra những cái tình huống rất là thiết thực mà các đội thi đưa ra cái cách giải quyết tình huống đó cũng rất là hay. Qua hội thi thì cũng trang bị cho bản thân tôi những kiến thức về công tác dân vận, thì qua đó trong cái vấn đề mà tiếp dân thì mình sẽ có những cái xử lý được tốt hơn. Hội thi dân vận khéo của thành phố Dĩ An là hoạt động chính trị thiết thực trong công tác dân vận. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức về công tác dân vận. Sau hội thi này thì cái điều chúng tôi mong muốn nhất là từng đội thi cũng như là cán bộ công chức của từng cái cơ quan đơn vị sẽ vận dụng những cái kiến thức của mình và những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã học hỏi được trong công việc cũng như qua cái hội thi để mà phục vụ tốt hơn cho công việc của mình, hướng đến là thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là phục vụ tốt hơn cho người dân trong cái việc giải quyết những thủ tục hành chính trong thời điểm hiện nay ạ.